Chào mừng các bạn đến với khóa lập trình React Native tại trung tâm đào tạo tin học Khoa Phạm. Hôm nay anh sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta submit một cái app từ React Native lên Google Store. Thì bài ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai phần. Thứ nhất là anh sẽ hướng dẫn cho các bạn cách build ra một cái app đơn giản nhất trong React Native, và cái app này sẽ sử dụng các chức năng ví dụ như là Text, View, Component, State để cho bạn ôn tập lại những gì bạn đã được học những bài trước đây. Và phần thứ hai là anh sẽ hướng dẫn bạn từng bước chúng ta submit cái app lên Store như thế nào. Thì trước khi bắt đầu bài ngày hôm nay thì các bạn download cái suột cần cho buổi ngày hôm nay bằng cách là bạn nhìn xuống cái description của video, bạn thấy cái link, bạn download về. Thì bạn bung nén ra thì bạn sẽ mở cho anh cái file Word này. Thì trong đây là nó chứa những cái link quan trọng cho bài của chúng ta. Thì trước khi bắt đầu thì chúng ta có một số cái trao đổi như sau. Nếu như đây là lần đầu tiên bạn làm việc với React Native thì bạn nên xem sơ qua chỗ này nha. khoaphạm.vn/react-native là anh sẽ để những cái bài quan trọng nhất, đơn giản nhất trong React Native. Bạn học hai mươi mấy clip ở trong cái link này thì bạn sẽ biết được cách hoạt động React Native như thế nào. Thì trong danh sách những clip này có hai bài bạn cần lưu ý. Thứ nhất là hướng dẫn bạn cài React Native trên OS, trên Mac OS là cái link này. Và thứ hai là hướng dẫn bạn cái quy trình xây dựng một cái app như thế nào, cấu trúc nó ra sao và cách hoạt động ra như thế nào. Đó chính là cái bài phía dưới. Thì anh nhắc lại hai bài này đều có trong trang web này hết. Thì anh nhấn mạnh lại hai bài này là quan trọng nhất. Thì nếu bạn chưa biết gì về React Native thì khuyên bạn đừng xem tiếp clip ở phía dưới nữa, mà bạn hãy dừng lại bạn xem hai bài này. Bạn thực tập xong thì chúng ta hãy đi vào clip này nha. Rồi, tiếp theo, bây giờ chúng ta đứng ở góc độ là anh đang dùng máy Mac và đã được cài thành công React Native, và chúng ta đã làm qua những cái clip cơ bản trên đây rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo, làm sao để submit cái ứng dụng của chúng ta lên Google Store. Thì cũng chưa vào bài học được nữa. Thì các bạn lưu ý một điều, cái máy chúng ta là Mac OS và chúng ta đã build thành công trên iOS rồi. Nhưng mà vấn đề là bây giờ chúng ta cần đưa lên Google Store. Thì nhiệm vụ của bạn là phải xuất cái app chúng ta thành file APK thì chúng ta mới quăng lên server được. Thì để cái máy của bạn á làm được những clip này thì bắt buộc phải cài đặt Android SDK. Thì bây giờ để kiểm tra coi cái máy của bạn có được cài Android SDK rồi hay chưa thì chúng ta làm thao tác như sau. Các bạn mở terminal, các bạn gõ từ khóa là Android, nhấn Enter. Đấy, nếu như nó bật ra cái bảng là Android SDK Manager, nghĩa là máy chúng ta đã được cài Android SDK, và bạn đừng xem tiếp cái phần clip tiếp theo này nữa, và bạn chuyển qua video clip tiếp theo, tại vì máy của bạn đã được cài rồi. Và anh nhân tiện nói luôn, bạn kiểm tra trong danh sách này nha, trong mục Tools, thì Android SDK Build Tool phiên bản 23.0.1 là bắt buộc phải được install nha. Nếu nó không phải là install ở đây, bạn check vào và bạn chọn install cho nó cài đặt nha. 23.0.1 là bản tại thời điểm này. Bây giờ đứng ở góc độ là chúng ta gõ Android, nhấn Enter mà nó không hiện ra cái gì hết, nghĩa là máy chúng ta chưa được cài SDK. Thì bạn tiếp theo nha, đối với những trường hợp như vậy thì bạn vui lòng làm 3 bước này. Thứ nhất, bạn cài đặt JRE. Thứ hai, bạn cài đặt JDK. Và thứ ba, bạn cài SDK Tools. Thì để cài JRE, các bạn lấy cái đường dẫn này nha, các bạn chạy thử đó, anh hướng dẫn cho bạn cài đây. Thì nó sẽ đi vào cái trang Java. Các bạn chọn Free Java Download. Bạn chỉ việc chọn và Agree and Start Free Download khoảng 64MB. Đấy, nó sẽ download cái file này về cho các bạn. Thì anh không download nữa nha, anh dừng lại. Thì khi mà nó đã thành công xong, bạn chỉ việc double click cho nó, rồi bạn chạy thôi. Bạn cài bình thường, không có thay đổi gì hết nha. Tiếp theo, bạn sau khi cài JRE, bạn cài JDK, anh có chuẩn bị cho bạn cái link này luôn. Đây, một vào Google gõ JDK hay là Java Platform. Hai là chạy thẳng cái link này nha. Rồi, vào thử cho các bạn xem. Đây, thì khi vào cái link JRE, các bạn đi vào JDK, các bạn chọn vào Java Platform JDK, bấm Download. Và bạn kéo xuống, bạn chọn vào Accept. Phải Accept thì mới download được nha. Thì sau khi Accept xong, bạn tìm phiên bản Mac OS, tại vì chúng ta làm cho Mac OS mà. Tương tự, các bạn làm cho Windows nếu như bạn đang ngồi trên máy Win nha. Rồi, chúng ta chọn Mac OS, các bạn download về. Thì khi mà nhấp vào download cái này về xong, bạn cứ double click, bạn cài bình thường, không có thay đổi hết nha. Thì bạn cài hai phần mềm này, JRE và JDK.
Tiếp theo, chúng ta sẽ cài SDK Tools. Thì SDK Tools, thì nếu như mà máy của bạn đã được cài Android Studio, thì nó đã tích hợp sẵn này rồi, bạn không cần phải làm gì nữa. Rồi anh chỉ cho bạn, nếu như mà bạn chưa hề cài Android Studio, lần đầu tiên chúng ta học tới lập trình di động, thì muốn cài SDK Tools, thì các bạn làm như sau. Các bạn vào Google, các bạn gõ là SDK Tools hoặc là SDK Download, thì nó sẽ dắt bạn vào cái link. Bạn chọn vào là Download Android Studio at SDK Tool nha. Đây có link mới nhất. Thì đương nhiên nếu như mà bạn có nhiều thời gian thì bạn cài cái phần mềm Android Studio vào máy luôn càng tốt. Còn nếu ai không muốn cài phiên bản Android Studio nó nặng thì các bạn kéo xuống, các bạn chọn vào Download Options và các bạn kéo xuống nhìn trong mục Mac, các bạn nhấp vào, các bạn download cái thằng này về nha. Hoặc các bạn kéo xuống đây trong một command line tools trong một Mac OS, các bạn double click vào đây bạn cài. Nếu như mà bạn cài cái thằng là different platform, bạn chọn Mac OS thì là bạn đang cài Android Studio cho thằng Mac, nó nặng lắm bạn, 291 MB, cài thằng trên thôi cũng được. Hoặc nếu làm biến cài thằng trên cài nhẹ hơn thì bạn cài phiên bản này 98 MB. Thì cái thằng này không phải là Android Studio mà nó chỉ là cái tools, cái phần mềm để mà quản lý cái SDK tool thôi. Thì bắp nhấp đau về cài bình thường. Như vậy thì bạn cài ba thằng này nha, 1, 2, 3. Sau khi cài xong ba thằng này, bạn mở terminal, bạn gõ Android. Đấy, nó sẽ ngay lập tức nó bật ra cái bảng này và kiểm tra là tham 3.0.1 có được cài chưa. Nếu nó hiện not install, bạn check vào, bạn chọn install là xong. Và như vậy máy của chúng ta đã được cài Android SDK. Thì đó là những cái thao tác mà bạn cần chuẩn bị để trước khi bước vào bài ngày hôm nay. Thì ở clip sau chúng ta sẽ bắt đầu vào phần đầu tiên, nghĩa là chúng ta sẽ hướng dẫn cho các bạn xây dựng một cái app React Native. Và phần thứ hai là hướng dẫn bạn submit lên store. Hẹn gặp lại các bạn ở trong video clip lần sau.